Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Scary Teacher 3D. Let's go. Yeah. Wow, một bức tượng của bà ta rất là đẹp, bằng xi măng. Cái này theo mình nghĩ chắc chắn là ông người yêu làm rồi. Ông ta đang làm. Cho ok. Sweetie, you're doing amazing. Bà ta đang hạnh phúc. You fool, I'm playing you like a fiddle. Time for some self-care. Okay, let's go. Bà ta ra ngoài. Wow. Tập thể dục. Ở đây thì các bạn phải đợi cho ông ta đi. Chứ nếu mà ông ta đang làm ở đó mà các bạn tiến lại gần thì ông ta sẽ bắt các bạn ngay. Cho nên các bạn phải lấp một chỗ, đợi ông ta đi rồi các bạn mới làm thủ tục được. Ok, bây giờ mình sẽ tính xuống đây. Cho ông ta đi thôi. Ông ta đang đi rồi. Let's go, chạy thôi. Bà ta đang ngay ở sau mình. Đừng sợ, mình sẽ bỏ lên luôn đây. Rồi, let's go. Bà ta đang vào trong nhà. Đó, sau bà ta chạy nhanh. Đó, mình sẽ chuồn vào chỗ khác. Ok, và bây giờ thì mình sẽ phải chờ kết quả thôi. Xem bà ta như thế nào. Đây là một chiếc kìm, một chiếc găng tay và một cái wrestler. Let's go. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ hai. See you in here. Horror game. Stop.
Wow, ở đây thì có một chiếc xe đâm vào con hươu. Oh my god. Chiếc xe này không đi rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi thẳng đây xem có ai không. Oh my god, xin đến hươu. Rất là to luôn. Ở đây có rất nhiều ngôi nhà. Mình sẽ đến những ngôi nhà này xem. Xin ở hiện ở gần đây. Tiếng tim đập nhanh, chắc chắn là sẽ ở gần. Let's go. Không biết mình có bơi được không? À, trông rất là lâu. Vậy thì mình sẽ ra chỗ kia xem. Cửa này không biết có mở ra không? Không được phép mở ra. Giờ này những ngôi nhà không mở được cửa. Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Ozin 3. Skip. Play. Ở đây thì tất cả là có 4. Mình sẽ chọn là phần thứ 3 này đi. Ở tới game này thì các bạn sẽ phải đi tìm 5 chiếc chìa khóa và một chiếc dương. Khi các bạn tìm 5 chiếc chìa khóa là các bạn sẽ thoát được khỏi nơi này, thoát khỏi ông Slenderman ở trong tòa nhà này. Còn nếu mà may mắn thì các bạn tìm được thêm chiếc dương. Còn không thì chỉ cần 5 chiếc chìa khóa thôi là các bạn sẽ thoát khỏi khu này luôn. Cho ok, mình sẽ đi đường này tiếp xem có gì không. Ok, đây không có gì. Vào trong sâu đây xem. Cháu
bị xuống tầng 2 rồi. Ông ta đang ở gần đây. Vậy thì mình sẽ đi đường này. Ok, let's go. Phi vào trong sâu này nào. Đây là sân, bóng rổ. Không có gì ở đây. Tiếp tục đi tiếp. Rồi, làm tí máu. Trong này không có gì. Oh my gosh. Đây rồi, một chiếc chìa khóa. Chúng ta đang gần đây sao? Đúng rồi. Chạy luôn. Rồi mình lại phải đi lên luôn lên trên tầng. Tránh gặp ông ta. Ok, chiếc chìa khóa thứ ba. Please, I'll find them and escape this place. Yeah, let's go. Phòng này không biết có gì không? Chiếc chìa khóa thứ tư, có rồi. Cái này chắc xuống hẳn tầng hầm dưới rồi. Nhưng mà xuống đây thì lại không có chỗ để đi hay sao ạ? Wow, một cầu thang khá là dài. Rồi mình sẽ đi thẳng này. Ở đây thì các bạn chỉ cần tìm một chiếc chìa khóa nữa là các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà này. Một ngôi nhà có một ông Slenderman. Và nếu các bạn nhìn ông ta lâu thì các bạn sẽ bị ông ta bắt mất. Bóng bầu dục, bóng sổ này. Đi vào sâu trong đây xem có gì không. Đây là lên đấy rồi, lên trên tầng rồi. Mình sẽ đi tiếp này, đường này bị đóng rồi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh, sau đó thì tìm 5 chiếc chìa khóa là các bạn hoàn thành được game. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. See you in here. Play. Day 1. Tựa game này thì mới update. Đầu tiên thì chỉ có một phần thôi. Nhưng mà bây giờ thì mới update cho nên rất là nhiều phần. Ở phần 1 này các bạn phải đi tìm một ngôi nhà ở giữa cánh đồng. Bây giờ mình phải đi lấy một các bạn rồi một cái đèn pin, cánh cửa ở đây không mở được, mới update cho nên là nhìn nó sáng sủa hơn, còn lúc đầu nhìn trong căn phòng này rất là tối luôn. Ok, mình sẽ đi xuống dưới đây. Rồi, mình sẽ đi lại. Đôi lúc nếu các bạn đi vào đây không cẩn thận các bạn sẽ bị lạc đường. Và Sinhia chắc chắn sẽ ở rất gần đây. Cho nên các bạn phải cẩn thận. Đó, các bạn nhìn thấy một tòa nhà chưa? Các bạn sẽ cố gắng phi vào đó. Ồ, nhưng mà Sinhia nghe mình. Chạy rồi. Ồ, mày có bị bắt rồi. Wow. Các bạn luồn lách làm sao để các bạn đi vào trong tòa nhà kia. Ok, mình sẽ thử đi lại một lần nữa xem thế nào. Không biết có vượt qua được Siren here này không. Quả cứ bay xung quanh. Thank you.
các bạn phải tìm một chiếc máy bay bạn ném để cho Sylvia không để ý đến các bạn đang đi rồi. Oh my god. Ok rồi, chạy đó. Mới chân con được chưa? Oh my god, không hiểu sao đi nhanh cả mình. Hoặc có thể là chân xoải của nó to quá, đâm ra mình không thể chạy kịp được. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Scary here. Let's go. Ok, 1, 2 xem. Start game. Ồ, đây thì mình sẽ đi tiêu diệt hai anh chàng này. Giết thôi. Tiếp tục, mình sẽ đi ngược. Oh, my god. Oh, yeah. Anh chàng này có vẻ rất là khôn. Không hiểu sao anh ta khôn đến mức độ vậy. Ok, không sao. Bây giờ mình sẽ xử anh ta. Xem anh chàng này quay lại phát là mình giết luôn. Rồi, ok. Đi luôn rồi này. Anh ta đã quay ngược lại. Let's go. Tiếp tục nào. Wow, không hiểu sao anh ta lại biết được. Đó, các bạn cứ chơi thôi. Rất là nhiều trò. Mình sẽ xem mode 3 xem là cái gì. Và là Scary City here. Vậy thì mình sẽ đi vào trong ngôi nhà này xem. Ngôi nhà này không có cửa. Wow, bị ông ta bắt luôn. Oh my god. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Big Guy City. Start game. Quan đây. Đây là một chiếc chìa khóa. Theo mình nghĩ đó chính là chiếc chìa khóa để các bạn mở căn phòng này ra. Một căn phòng khá là rộng. Xem Big Guy đang đâu. Wow, sao nó chạy nhanh rồi. Oh my god. What? Yo, Big Guy chạy nhanh như thế này thì làm sao mình có thể chạy được lại nhờ. Để mình xem có thể chạy lại được không. Chứ nếu không thì vẫn có mà chết. Không có phần chạy rồi. Chạy chậm Big Guy là cái chắc rồi. Bà ta đang ở kia. Chuẩn đi làm nào. Chứ như thế này mà chết, không bao giờ thoát được khỏi bà ta. Đó là mình chọn phần dễ nhất mà vẫn bị chạy thật là nhanh. Ok, let's go, ra ngoài thôi. Một ngôi nhà khá là rộng. Không mở được cái này ra. Let's go. What? Không mở được ra chứ.
Rồi, mình lại phải đi ngược lại thôi. Cái này các bạn phải đi nhập một món đồ, sau đó thì mới bày ra được cái đấy ra. Ok, let's go. Oh my god, bà ta đợi sẵn ở đây. Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo, Sirenia Horror Game. Level 1. Ok, let's go. Mình sẽ chạy vào theo điểm này. Laps. Let's. Level 2. Không biết là gì đây. Vào trong điểm này. Trên tầng 2 rồi. Rồi các bạn nhìn cái bản đồ trên này nhá. Rồi các bạn đi theo. Level 3. Là gì đây? Cái này điều khiển hơi khó một chút. Tầng 2 rồi. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Firelight Express 4. Continue. Ở tới game này thì sẽ có 3 cánh cửa và một phòng ngủ. Đó thì các bạn phải coi con gấu làm sao để tránh con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn càng nhiều càng tốt. Thì ở đây thì mình sẽ dạy cho các bạn các cái chơi. Đó là thứ nhất, các bạn vào từng căn phòng một, từng cánh cửa một, sau đó các bạn đóng cửa rồi bật flash lên. Chứ các bạn đừng bật flash rồi đóng cửa nha. Nhiều lúc khi gặp con gấu nó sẽ cắn các bạn ngay. Và các bạn càng quay nhanh càng tốt để làm sao tránh càng nhiều con gấu vào nhà càng các bạn càng tốt. Sau đó lại đi ngược lại. Rồi lại tiếp tục. Rồi thỉnh thoảng các bạn lại kiểm tra phòng ngủ của các bạn tiếp. Rồi lại tiếp tục lại từ đầu. Cánh cửa đầu tiên. Rồi cánh cửa thứ hai. Và càng lâu thời gian thì các bạn càng hoàn thành được game. Cách chơi của em này rất đơn giản thôi. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.